Trà Vinh, vùng đất duyên hải đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng. Với địa thế nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, đất Trà Vinh được đánh giá có tiềm năng phong phú về du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch biển. Những năm gần đây, nhiều loại hình du lịch mới nổi cũng đang mang lại sức sống mới cho ngành công nghiệp hương khói. Đó là mô hình du lịch tự thân hay du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Sự chung tay nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân đã mang đến sắc thái mới cho du lịch Trà Vinh. Ở thành phố Trà Vinh, ngoài các ngôi chùa Khmer mang đậm kiến trúc đặc trưng hay những hàng cổ thụ trăm năm tuổi, thì nơi đây còn nhiều điều hấp dẫn khiến du khách khó bỏ qua. Ngay khu vực quảng trường, mọi người sẽ bắt gặp bộ đàn đá đạt kỷ lục Việt Nam. Bộ đàn này gồm 30 chiếc với tên gọi Âm Giang Khắc Vọng Trà Vinh, tượng trưng cho 30 năm tái lập tỉnh. Mỗi chiếc đàn có trọng lượng 5 tấn với 16 thanh đá có độ dày mỏng khác nhau, kích thước đàn 3,2 mét. Đàn đá là nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam. Thanh đá dài, to, dày, có âm Việt trầm, trong khi thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng thì tiếng Thanh. Người xưa sử dụng vài loại đá có sẵn ở vùng núi Trung Bộ và Đông Nam Bộ để tạo ra nhạc cụ này. Đàn đá đã được UNESCO xếp vào danh sách các nhạc cụ trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Giống như một cái hàng rào nhưng mà dẫn ra vô được có cái khoảng cách và đồng thời muốn tập trung tập hợp nó một chỗ một để cho thấy cái tầm quy mô của đàn đá. Và đồng thời khi có lễ hội hoặc khi có cái khách tour du lịch qua thì có những nghệ nhân ở gần đây đó thì sẵn sàng đủ 30 người để đánh tạo một cái âm giang phục vụ làm cho khách du lịch có cái sự hứng thú lên trong cái việc tham quan tại tỉnh Trà Vinh. Người chế tác bộ đàn đá kỷ lục chính là nghệ nhân kỷ lục gia Trương Đình Chiếu, cũng là con rể của quê hương Trà Vinh. Ông mong muốn gìn giữ bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc và lan tỏa đến cộng đồng. Trà Vinh, quê hương thứ hai được ông chọn dừng chân để xây dựng làng nghề, cho ra đời nhiều hơn nữa những chiếc đàn đá để nó không còn xa lạ với bà con miền Tây cũng như du khách gần xa. Ước mơ của ông là từ những chiếc đàn đá sẽ tạo dựng cho vùng đất duyên hải này trở thành điểm nhấn thu hút du khách mỗi khi đến thành phố Trà Vinh. Mình phải chọn những cây đá nó phải đồng âm. Tức là cũng hai cái viên đá đó nhưng mà chắc chắn là nó không thể là trùng năm được, nó không thể là sinh ra cùng một cái thời gian. Nó cũng giống như là hai đứa là cha mẹ khác nhau. Cho nên khi mà cái âm thanh của nó thì chắc chắn là nó cũng khác nhau, nó trầm bổng hoặc là khác nhau. Cho nên cái khó nhất là mình phải chọn cái đá để cho nó đồng âm hay đã ra một cái loại âm thanh. Tại thành phố trẻ này, nhắc đến ẩm thực có khá nhiều món, đặc biệt là bún nước lèo. Do là món ăn quen thuộc với người dân địa phương nên hầu như quán nào cũng đông khách. Nguyên liệu chính để nấu là mắm bò hóc. Đây là loại mắm được làm từ các loại cá hỗn hợp. Mắm phải đạt các tiêu chuẩn, có hương vị và tan nhanh trong nước sôi. Bún nước lèo là món ăn đặc sản nổi tiếng của tỉnh Trà Vinh, đến nỗi giới sành điệu thường bảo nhau: chưa ăn bún nước lèo xem như chưa đến Trà Vinh. Cùng là đặc sản của đồng bào Khmer, nhưng mỗi tỉnh có cách chế biến khác nhau, tạo nên sự phong phú cho ẩm thực. Bún nước lèo Trà Vinh thì đặc biệt là để rời từng cái món rời như vậy, để mình giữ nguyên cái hương vị của từng món. Tại vì nếu thịt quay mình bỏ vô đây thì nó sẽ mất cái hương vị của thịt quay và nó ảnh hưởng cái mắm của nước lèo. Nên mình giữ riêng như vậy. Lại thêm một phần nữa là khi mình làm như vậy á, để khách có thể họ thích ăn cái gì thì họ ăn, cái nào không thích thì mình sẽ không tính tiền họ. Có lẽ trong lòng mỗi người dân Trà Vinh khi nói về bún nước lèo thì khó mà tả hết, bởi nó phổ biến và gắn liền với bà con đến nỗi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và cả trong những bữa tiệc đều có. Còn với du khách, hẳn sẽ khó quên với món ăn đặc trưng này. Vị rất là vừa miệng. Em thích nhất ở đây là cái món chả giò, rất là giòn và mềm và thơm. Để ăn bún nước lèo Trà Vinh không khó, vì có rất nhiều quán bán món ăn này. Mỗi nơi sẽ có cách chế biến khác nhau, sao cho phù hợp với khẩu vị của thực khách. Nước lèo còn được cho thêm thịt cá đã lấy hết xương, thịt bằm và nấm rơm vào. Chính vì vậy mà nước dùng lại càng đậm đà hơn. Nó ngon là thứ nhất, thứ hai nữa là hợp khẩu vị mình. Mới ăn thường, ăn mấy năm rồi, mười mấy năm rồi. Chứ thôi mới đây. Vậy mới thấy, bún nước lèo luôn gợi nhớ, gợi thương với những người con xa xứ.
Mỗi người con vùng đất này luôn tự hào về nơi mình sinh ra, không chỉ có cảnh đẹp mà còn có các món ăn nổi tiếng. Du lịch Trà Vinh hiện nay đang có nhiều loại hình cuốn hút, nhất là du lịch cộng đồng thân thiện với môi trường. Mỗi địa điểm sẽ có những nét riêng để du khách trải nghiệm trọn vẹn văn hóa miệt vườn, được giới thiệu tư vấn bởi chính những bà con sinh sống ở vùng đất này. Cồn Chim là một nơi như thế. Năm 2019, người dân được địa phương hỗ trợ xây dựng thành điểm du lịch cộng đồng. Doanh nghiệp lữ hành này được tỉnh Trà Vinh giao hướng dẫn bà con làm du lịch. Sau mùa dịch, công ty đã động viên mọi người chuẩn bị các khâu để chào đón du khách. Bên công ty của em thì tham gia gói kích cầu đó, nhưng mà không có đồng nghĩa là mình sẽ giảm tất cả những cái chất lượng cái dịch vụ. Mình chỉ giảm giá để cái người có những cái kinh tế giống như là hơi bị khó khăn sau mùa dịch thì họ vẫn có thể tiếp nhận được cái tour của mình. Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim có 7 gia đình tham gia làm du lịch, cung ứng các hoạt động vui chơi giải trí, ẩm thực. Mỗi gia đình được giao làm tốt 1 đến 2 dịch vụ riêng. Nói là thế, nhưng tình đoàn kết vẫn được đặt lên trên hết. Mọi người cùng tham gia làm công việc chung, chỉnh trang đường xá, nối thông với rác thải nhựa. Thấy thực sự là Cồn Chim là một cái nơi nó còn quang sơ, thì nói về cái khí hậu thì nó rất là trong lành. Thì từ những cái điểm đó thì mình thấy cái điểm này là đáng để cho du khách đến và trải nghiệm những cái gì đó quang sơ và tự nhiên nhất. Cái điểm ăn này thì đặc biệt thù là chỉ có tiếp khách đoàn dùng cơm trưa. Ngày rồi cách trang trí ở trên sở đưa các cái bên đầu bếp về rồi hướng dẫn cách nấu ăn rồi mấy thầy dạy cách trang trí cho mình. Rồi từ đó rồi khi xong rồi là các cái nhà doanh nghiệp người ta sẽ về hỗ trợ kinh phí trang trí cho mình. Lần đầu đến với Cồn Chim, anh Nguyễn Văn Tâm ấn tượng về cảnh đẹp thôn quê. Anh cho biết gia đình đã đi tham quan nhiều nơi nhưng ít được thưởng thức các món ăn do chính người làm du lịch tự nấu. Mình đến đây mình nhìn một cái thì mình thấy ở đây nó rất là sạch sẽ. Khi mình tiếp với những người dân ở đây thì người ta cũng có một cái nhiệt huyết, người ta có một cái thiện cảm với người khách du lịch. Thì mình thấy hai cái đó mình rất vui. Và một cái thứ ba nữa là mình cảm nhận thức ăn ở đây người ta làm rất là ngon. Ngoài ẩm thực, điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim còn có các hoạt động vui chơi giải trí. Du khách được trải nghiệm các trò chơi dân gian như câu cua, đua cua. Qua đó, mọi người sẽ hiểu thêm về cách làm du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường của bà con ở Cồn Chim. Mình nghĩ du lịch ở trong cái khu cộng đồng đó, nó có cái môi trường sinh thái nó sạch sẽ, thì nó sẽ kèm theo những cái thứ khác nữa, nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Nói chung là mình đi du lịch thì mình cũng phải nghĩ đến một cái an toàn thực phẩm, rồi an toàn sức khỏe nữa. Thì mình nghĩ đặt đến Cồn Chim này, những cái yếu tố đó nó đã có và mình thấy rất là hài lòng về việc đây. Từ khi đưa vào khai thác, mỗi tháng điểm du lịch tiếp đón gần 20 tour với khoảng 700 lượt khách đến tham quan. Hiện nay bà con được địa phương khuyến khích chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ để tiếp đón du khách. Điểm đến tiếp theo cũng là du lịch cộng đồng nhưng mang sắc thái riêng với tên gọi du lịch tự thân. Đó là Cồn Hô thuộc huyện Càng Long. Cồn Hô còn có tên gọi khác là Cồn Cá Hô do nhìn từ trên cao xuống, nó có hình dạng giống như con cá hô, nằm cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 20 km. Với diện tích hơn 25 hectare, được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, giúp cho Cồn Hô trở thành viên ngọc hô để phát triển du lịch. Hôm nay, ông Hai Nguyên, tổ trưởng tổ du lịch cộng đồng Cồn Hô, là hướng dẫn viên để giới thiệu cho chúng tôi những nét đặc trưng của du lịch xứ Cồn. Du lịch tự thân là cái địa phương mình có cái gì để mình tiếp khách, mình lấy ra mình tiếp khách như là cái món đó. Chẳng hạn như ở đây cá, tôm hoặc là rau rồi gì cũng của địa phương mình tự có ra, mình tự làm. Tôi thích nhất là cái niềm vui, tại vì bây giờ được tiếp xúc với nhiều người, hay nữa là cái tiếp khách với khách là rất là vui. Mà cái niềm vui này nó đi liên quan tới cái sức khỏe của mình, con người mà cái vui cái nó phấn chấn lên. Khách đến đây mình giới thiệu cái tour đèn dầu, rồi ăn cơm với đèn dầu, đến những cái món ăn dân dã của ở ngoài đồng mình đem vô đó, mình giới thiệu với khách. Chứ còn ở đây thì ban đêm mình đốt thì mình có những cái đèn năng lượng. Cô muốn đem những cái giá trị văn hóa xa xưa của mình để giới thiệu đến du khách mọi miền đất nước. Mọi miền đất nước, đúng rồi.
rồi những cái tô, những cái dĩa ông tiên, những cái tô xưa rồi này kia của cô, của ông bà cô để lại, cô đem ra. Hồi đó thì cắt, rồi bây giờ mình đem ra, mình khơi ra. Để mình đựng món ăn, mình đãi khách, để mình giới thiệu là mình còn giữ những cái xưa cũ của ông bà mình để lại. Hôm nay, đoàn khách này đến từ Bình Dương đã thực hiện chuyến hành trình khám phá về giới Cồn Hô. Đến đây, du khách được trải nghiệm không gian sống xanh đúng chất, một cù lao tách bạch với những ồn ào của đất liền. Có thể mới thấy, làm du lịch không hẳn phải đầu tư quá nhiều. Bà con nơi đây đón khách chỉ với vườn cây ăn trái, cùng những con người hiền hòa, thân thiện. Hay nói cách khác, cư dân Cồn Hô như đang chào đón du khách đến thăm nhà, có gì đãi nấy, nhờ đó tạo được nét riêng và thiện cảm. Đi thì dọc quanh cồn á, thì mình được hái những trái bần, những cái lạ mà hồi xưa giờ thực sự là chị cũng chưa bao giờ thấy. Nó lạ hơn. Rồi đến đây thì có những điểm mà của người dân ở đây á, người ta sản xuất kinh doanh những cái đơn giản dị, nói chung dân dã lắm nhưng mà là thú vị, tại vì thực sự chị cũng chưa trải nghiệm, cho nên là chị nghĩ là chúng ta cũng có phải, dù ở thành phố, ở những nơi mà đã là mình đã biết rồi, nhà lầu xe hơi rồi khói bụi, thì mình đi đến đây rất là thích luôn. Chị mà ở đây được nhiều là chị vẫn ở. Ở Cồn Hô, bà con chủ yếu là trồng cây ăn trái, trong đó bưởi chiếm diện tích lớn nhất, với nhiều giống như là bưởi da xanh, bưởi năm roi. Và từ khi làm du lịch thì loại trái cây này trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của xứ Cồn. Khách thì cũng thích ra vườn để người ta tận tay người ta hái những cái bưởi, rồi người ta thích thú trong cái vườn bưởi, người ta lại đó, người ta hưởng được cái không khí trong cái vườn. Nó rất là mát mẻ, người ta rất là thích. Thí dụ như khách nhu cầu thì mình cũng bán, với cái giá là cũng phải chăng. Du lịch Trà Vinh đã có những bước phát triển vượt bậc, đó là điều dễ nhận thấy. Tại buổi tọa đàm, giải pháp phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và ký kết phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long mới đây, các đại biểu cùng nhìn nhận rõ những tiềm năng và đề xuất các giải pháp để Trà Vinh phát huy thế mạnh du lịch. Các đại biểu đã gợi mở nhiều vấn đề để người trực tiếp hoạt động du lịch có thêm ý tưởng, có tầm nhìn rộng hơn, xa hơn, tiến tới liên kết cùng phát triển. Trà Vinh cũng đưa ra 9 cái giải pháp và trong đó có cái vấn đề phát triển du lịch về văn hóa. Thì tôi cho đó là cái hướng và cái mục tiêu là đi là rất là đúng. Trước hết là phải làm sao là tập trung làm tốt cái điểm đến, rồi những cái cơ sở lưu trú và những cái điểm vui chơi, và những cái thứ hai là làm cái công tác quảng bá xúc tiến tích cực và kết nối với các cái thành phố lớn trong nước. Tỉnh thì có cái chính sách khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, trong đó có hỗ trợ cho các cái hộ dân đầu tư các cái homestay, rồi đầu tư các cái nhà hàng bán các đặc sản mà đặc trưng của địa phương. Phát triển du lịch mà gắn với cái bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc thì nó thu hút khách tham quan, để khách tham quan trải nghiệm cái cuộc sống, đời sống văn hóa của người dân địa phương. Năm nay, tổng lượng khách du lịch đến Trà Vinh ước đạt trên 1 triệu lượt người. Doanh thu của ngành đạt gần 620 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2021. Trong đó có gần 13.000 lượt khách quốc tế. Việc làm mới các sản phẩm du lịch đã giúp thu hút du khách đến với địa phương. Trà Vinh đang đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đón hơn 1,7 triệu lượt khách. Hoạt động du lịch vừa giúp Trà Vinh phát triển kinh tế, vừa quảng bá văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh đến với du khách gần xa.